chào mọi người đang quay trở lại cùng mình nhá. Đây là hôm nay anh đến nhà anh nhớ rồi, rất rồi đấy. Anh đi đây, chào các bạn nhé. Anh đi chào các bạn nhé. Nó to lên mình nghe được. Adu, anh đi anh còn chết rồi anh ơi. Anh đi thì nó một lần. Nó một, ui. Anh đi đảo đâu? First blood. Đấy, em đang ra đây, cái xe máu rồi. Sao thằng đồng đội nó éo cứu ấy nhở? Mấy người đồng đội khốn nạn. Cái đồng đội đang chết nó éo cứu luôn. Thế này người ta gọi là đồng đội khốn nạn này. Hay đồng đội bắn mua này đến đồng đội khốn nạn. Double kill. Mẹ ơi. Anh đi đâu? Anh đã chết rồi. Đi vòng rồi. À chị biết bây giờ không phải có máu bắn được luôn. Không có máu em muốn bắn được đấy. Ok, đứng gì là đồng đội cánh rồi. Ok, thử chiến sắp hạng nha mọi người. Không thôi, thử chiến sắp hạng nha mọi người nhé. Đây, anh em ơi, bao nhiêu hạng. Bao nhiêu lượt đăng ký thì cho đăng ký ạ. À, tầm 1.000 rồi. 1.000 là đăng ký. Ok, anh em ơi. Anh đi. Lên bắn đi. Anh gánh tem đâu mà đang gánh tem ở đây em cứu. Cứu xong vừa nãy lách chạy. Qua công ẩu thôi. Công ẩu đi cục kia. Chả công ẩu. Công ẩu như não ấy. Đội quân trong đang vô thì tự nhiên là của mình có một ôi. Đội mình có một thằng chưa có quân đoàn thì phải. Đúng rồi. Thằng 38 kem 581. Thằng đấy chưa có quân đoàn. Đấy, tí nó cho nó vào đi. Ai phải gì đâu. Không biết là bao nhiêu người thì mới lên được một level vừa nhỉ. Anh đi. Em phát hiện một thằng. Ôi, anh đi rồi. Mày vừa em tiếp Ayato vào nên là em còn đi máu em bắn xuyên ra nó được. Còn nó cũng thế là em còn một ít máu luôn đấy. Help me. Nên là bắn được. Help me. Help me. Help me. Em phải gánh tên mà. Help me. Anh chơi giờ. Kill. Lắp tờ kim thế. Chạy đi. Ôi ra ngoài làm gì? Bắn chết con kia đi đó. Tuy nhiên nó bảo là tay ra cái bụi. Rồi. Chết con kia đi. Nó không này nó không được kêu lâu. Đằng nào mà chết. Đấu danh tìm ai.
hay là chim bốn tất tất chim ngẫu nhiên đi. Em mời cái thằng bao kem kia để nó vào trong quân đoàn của mình đã. Đây. Cho nó vào trong quân đoàn đi. Chị lời kia. Các bạn làm gì? Nào chưa? Nó vào anh sao vậy? Nó vào anh sao vậy? Chưa vào à? Để em nhắn cho nó là vào quân đoàn đi bạn ơi. Đấy mà độ anh nhắn cho một đội đúng không? Một đội đi anh. Sao không nhắn được? Anh sao sẽ đích đầu rồi đắc không được làm kỳ cựu ấy. Trong phần thư. Yeah. Nó vào rồi. Dê. Chơi dê, chơi chơi gì xếp hạng nữa. Chơi gì bây giờ chơi gì? Vẫn đang quay à? Vẫn đang quay mà, em chơi đồ rank mà. Kìa, chơi đi. Mất sẵn sàng rồi cái thằng này. Cái mẹ mất mình chơi sẵn sàng. Tắt kiếm ngẫu nhiên đi, tìm 4 đi, tìm 2. Tắt kiếm ngẫu nhiên, anh cân thôi cho máu. Anh mà không cân được thì sao? Thôi. Thì cho em người cha mày của anh, chơi một trận. Chơi đi. Không top top 1 được thì sao? Đấy là không gánh gánh được, có nghĩa là không top 1 được. Chơi đi anh. Anh mua cái này đã. Được top 3 hoặc là top 2, có nghĩa là mình chết. Chết còn là đúng là tầm top 3 là được thôi. Mua đồ bình tĩnh. Anh đang mua đồ gì đấy? Sao anh mua bằng vàng được ấy? Đấy nó có vàng đây mà. Anh mua vàng gì? Thôi để dành. Anh mua được, anh để dành tặng cho con cứ ngủ không đi. Tặng được thì tốt quá, có tặng đâu. Nó bảo lần trước cầy 120 đổi con Thiva ngồi tổ ngộ không phải ngon. Thiva là con gì? Là cái con nhân vật mới ấy, cái con này này. À, biết rồi, con này yếu lắm. Con này yếu lắm. Con này yếu. Con này nó chỉ đánh nhịp điệu hồi sinh chứ nó ở đâu gì đâu. Con này yếu lắm. Ok, và bây giờ mình sẽ thua thì cái đoạn mà mình về cả em đi vào trận nha. Ok.